Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế được phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa lực lượng vũ trang Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Đây là nghị quyết lần đầu được thông qua kể từ khi vòng xoáy bạo lực bùng phát hôm ngày 7 tháng 10. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng đây được xem là bước đi thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh Israel đang mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza với một chiến dịch đổ bộ vào khu vực này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng. Nhưng trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Trong tuyên bố mới nhất, giới chức Hoa Kỳ xác nhận nghi phạm vụ xả súng tại bang Maine đã tử vong, qua đó kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ. Trước đó, thi thể của nghi phạm được tìm thấy trong khu rừng gần thị trấn Lisbon Falls, nơi cảnh sát phát hiện chiếc xe mà đối tượng bỏ lại ngay sau vụ xả súng hôm ngày 26 tháng 10. Hiện cảnh sát đã dỡ bỏ lệnh yêu cầu hàng chục nghìn người hạn chế ra ngoài. Ngoài ra, tất cả 18 nạn nhân đã được nhận dạng. Các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 14 đến 76. Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ vừa tiến hành tập trận tác chiến chung ở phía đông Hàn Quốc với sự tham gia của 120 binh sĩ. Đáng chú ý, nhiều hệ thống vũ khí công nghệ cao được sử dụng trong cuộc tập trận như hệ thống tương tác laser tích hợp, sử dụng tia laser để mô phỏng trận chiến thực tế nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong tương lai. Cuộc tập trận cũng huy động một số máy bay không người lái có nhiệm vụ trinh sát và tấn công, cùng một phương tiện không người lái đa năng để chuyên chở người bị thương. Một quả đạn pháo rơi gần nhà máy điện nằm trên bán đảo Sinai của Ai Cập, cách biên giới với Israel khoảng 70 km. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Trước đó, một thiết bị bay không người lái cũng rơi trúng tòa nhà đối diện bệnh viện ở thị trấn Taba bên bờ Biển Đỏ, giáp biên giới với Ai Cập và cách thành phố Nugeiba khoảng 60 km về phía đông bắc. Vụ việc khiến 6 người bị thương. Cả hai khu vực này cùng nằm trên bán đảo Sinai và là nơi thu hút rất đông khách du lịch. Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine UNRWA cho biết thống kê thương vong tại giải Gaza do cơ quan y tế của Hamas công bố là đáng tin cậy. Cụ thể, trong hơn 20 ngày giao tranh, ít nhất là 57 nhân viên của cơ quan này thiệt mạng, trong đó có 14 người thiệt mạng chỉ riêng ngày 27 tháng 10. Tỷ lệ này so với tổng số khoảng 20.000 nhân viên UNRWA đang hoạt động ở Gaza tương đương với tỷ lệ người Gaza thiệt mạng trên tổng dân số của vùng lãnh thổ. Trong khi đó, thì số liệu thương vong mới nhất cho thấy hơn 7.000 người thiệt mạng, trong khi hơn 17.000 người bị thương do giao tranh ở Gaza. Sau 10 ngày tiến hành kiểm soát biên giới với một số nước láng giềng, chính phủ Đức mới đây thông báo đã quyết định mở rộng và kéo dài thời gian kiểm soát biên giới do lượng người nhập cư trái phép vào nước này quá cao. Cụ thể, Bộ Nội vụ đã phát hiện 3.700 lượt nhập cảnh trái phép bất chấp việc tăng cường kiểm soát biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Để hạn chế tình trạng này, Bộ Nội vụ Đức quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời thêm 20 ngày nữa. Berlin cũng đã thông báo cho Ủy ban châu Âu về quyết định này. Theo người phát ngôn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden trong ngày 27 tháng 10 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kỳ vọng vào cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tương lai gần, nhưng hiện chưa rõ địa điểm diễn ra cuộc gặp. Trong khi đó, thì Nhà Trắng cho biết ông Biden đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ vào tháng tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Chính phủ Nhật Bản không có kế hoạch tăng thuế trong tài khoá năm 2024, bắt đầu từ tháng 4 năm sau, do kinh tế khó khăn và người dân nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính khi vật giá leo thang. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã nói việc tăng thuế sẽ chỉ được thực hiện vào giữa hoặc sau tài khoá năm 2024 để thực hiện hóa mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng hàng năm lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong 5 năm tới. Liên minh châu EU và Australia đã đạt tiến bộ đáng kể trong đàm phán hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do. Nhiều khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận kỹ thuật ngay tại cuộc họp vào cuối tuần này.
FTA giữa EU và Australia cũng cho phép hai bên giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc trong những lĩnh vực mà hai bên có thể bổ trợ cho nhau, trong đó có nông sản và các sản phẩm khai khoáng xuất khẩu của Australia. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày hôm qua, lực lượng mặt đất của Israel đã mở rộng hoạt động ở dải Gaza trong bối cảnh quân đội nước này đang tiến gần hơn tới một chiến dịch tấn công trên bộ. Trong bối cảnh này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết nhiều vụ tấn công đã được tiến hành nhắm tới các đường hầm của Hamas ở dải Gaza và các mục tiêu khác. Ông Hagari kêu gọi người dân ở Gaza di chuyển xuống phía nam. Trước đó, cũng trong ngày 27 tháng 10, Israel đã triển khai thêm vũ khí và thiết bị quân sự tới biên giới phía nam, đồng thời tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự ở khu vực này. Ở trên không, máy bay trực thăng vũ trang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Ngoài ra, công ty viễn thông Palestine cho biết dịch vụ điện thoại di động và Internet tại Gaza đã bị cắt. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel ngày càng tiến gần tới một chiến dịch tấn công trên bộ. Trong diễn biến mới nhất, giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine ở biên giới dải Gaza. Cụ thể, cánh vũ trang của Hamas là lữ đoàn Al-Qassam cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra trên thực địa tại Burei, nằm ở phần trung tâm của dải Gaza, và Beit Hanoun, nằm ở phía tây bắc dải đất ven biển này. Các tay súng Palestine bắn hàng loạt rocket vào xe tăng Israel được triển khai dọc biên giới. Trong bối cảnh này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Nghị quyết do Jordani bảo trợ được thông qua với 120 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng, trong đó kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa lực lượng vũ trang Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm liên tục, đầy đủ và không bị cản trở tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực. Đây là nghị quyết đầu tiên được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và Hamas hôm 7 tháng 10 tới nay. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, song nghị quyết là bước đi mang tính biểu tượng quan trọng thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế và các thành viên Liên Hợp Quốc cho việc tìm kiếm một lối thoát hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay. Dù quan điểm vẫn còn khác biệt, song nhận thức chung của hầu hết các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là Israel và phong trào Hamas cần phải ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời chấm dứt mọi thảm họa nhân đạo mà người dân ở khu vực này đang phải hứng chịu. Trong động thái mới nhất, Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ việc tạm ngừng xung đột để cho phép hàng viện trợ vào Gaza. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU vừa kết thúc hôm qua ở Bruxelles cũng kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo tại dải Gaza. Trong bối cảnh phương tiện không người lái UAV liền ngồi, đặc biệt trong chiến tranh hiện đại, việc đào tạo ra những đơn vị chuyên trách về UAV trong trinh sát và cả tấn công ngày càng trở nên cấp thiết. Trong phóng sự ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một đơn vị đặc nhiệm của Nga chuyên đào tạo binh sĩ về UAV cảm tử. Đặc nhiệm Akhmat được đánh giá là một trong những đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ nhất của quân đội Nga. Tại trường trinh sát của lực lượng đặc biệt Akhmat, ngoài việc đào tạo, huấn luyện các thành viên sử dụng các loại vũ khí bộ binh thông thường, Akhmat còn thành lập một đơn vị chuyên trách dạy điều khiển UAV cảm tử để trinh sát và tấn công kẻ địch. Trong quá trình huấn luyện, các binh sĩ sẽ học cách thả đạn và bom từ UAV, vẽ bản đồ địa hình và kỹ thuật sửa chữa UAV. Những kiến thức này sẽ giúp binh sĩ hiểu rõ cấu tạo phương tiện, cách thức điều khiển trên các địa hình khác nhau, từ đó có thể điều khiển loại UAV này thành thạo. Đáng chú ý, trong khi thực hành, các binh sĩ sẽ được tập điều khiển UAV từ góc nhìn thứ nhất FPV trên thao trường. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo cũng bao gồm các kịch bản diễn tập đối phó với các cuộc tấn công UAV cảm tử từ phía kẻ thù và hỗ trợ cứu thương trên chiến trường. Các binh sĩ này còn được đào tạo để hiểu rõ cấu tạo phương tiện mà mình điều khiển. Điều này có lợi thế khi hầu hết các UAV cỡ nhỏ hoặc UAV góc nhìn thứ nhất FPV hiện đều do Nga tự chế tạo. Đặc biệt, các UAV FPV mang theo đầu đạn đang được sử dụng khá phổ biến, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Đơn vị đặc biệt Akhmat được đặt tên để vinh danh Akhmat Kadyrov,
là lực lượng tinh nhuệ và được đánh giá cao trong quân đội Nga. Được biết đến với sự huấn luyện đặc biệt, sự cống hiến không ngừng nghỉ và lòng dũng cảm, đơn vị đặc biệt này nổi tiếng vì đã hoàn thành các nhiệm vụ phi thường. Đơn vị Akhmat đã thể hiện sự dũng cảm đáng nể trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ táo bạo để bảo vệ thường dân, bảo đảm cơ sở hạ tầng quan trọng và vô hiệu hóa các mối đe dọa do kẻ thù gây ra. Ngày 27 tháng 10, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, các nhà lãnh đạo của khối này vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc tăng thêm viện trợ cho Ukraine sau ý kiến phản đối của hai nước thành viên là Hungary và Slovakia. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, các nước thành viên EU chỉ nêu chung chung là sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế, tài chính, nhân đạo và ủng hộ Ukraine về mặt ngoại giao tới chừng nào còn có thể. Tuy nhiên, EU đạt được rất ít tiến bộ trong thực hiện các lời hứa về tài chính. Không có gói hỗ trợ quân sự hàng tỷ đô la Mỹ được công bố thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, cũng như khoản 50 tỷ đô la Mỹ đã hứa dành cho Kiev dưới hình thức cho vay và trợ cấp. Nguyên nhân là do vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia. Hungary khẳng định sẽ tiếp tục ngăn chặn việc phân bổ kinh phí bổ sung từ ngân sách EU cho Ukraine đến khi nào nước này thấy có lý do chính đáng rõ ràng. Chúng tôi nhận thấy đề xuất ngân sách chưa được thực hiện đúng cách và không phù hợp để làm căn cứ cho các cuộc đàm phán nghiêm túc nên đã từ chối. Trong khi đó, Slovakia muốn có những đảm bảo về việc tiền viện trợ phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả. Dự kiến EU sẽ phải thảo luận lại về đề xuất tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc họp vào tháng 12 tới. Trong tuyên bố mới nhất sau hội nghị ở Bruxelles, Thủ tướng Đức bày tỏ sự tin tưởng rằng EU sẽ thực hiện những quyết định cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine bất chấp sự bất đồng giữa một số thành viên. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải quyết định điều gì cần thiết cho sự ổn định tài chính của Ukraine và tôi không cho rằng những đánh giá cụ thể khác nhau là ảnh hưởng đến điều này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm ngoái, EU đã viện trợ 83 tỷ euro cho Ukraine thông qua nhiều chương trình khác nhau. Sự chia rẽ trong nội bộ EU diễn ra khi chỉ còn chưa đầy 7 tuần nữa là đến hội nghị thượng đỉnh châu Âu cuối cùng của năm 2023 và tháng 12 tới, thời điểm mà EU phải đưa ra quyết định mở các cuộc đàm phán để kết nạp Ukraine và Moldova. Trong diễn biến liên quan, EU được cho là đang tụt lại phía sau trong kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo tính đến tháng 3 năm 2024. Trong kế hoạch được phê duyệt hồi đầu năm nay, EU cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine đạn pháo trong vòng 12 tháng. Ban đầu, EU cung cấp từ các kho dự trữ hiện có, sau đó là thông qua các hợp đồng mua sắm chung và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên đến nay, EU mới chỉ cung cấp được khoảng 30% số lượng dự kiến và nếu không được cải thiện thì EU có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra. Một nguồn tin cho biết giá đạn dược đã tăng cao đồng nghĩa với việc ngân sách hiện tại có thể không đủ đáp ứng cho mục tiêu trong bối cảnh một số quốc gia thành viên EU cũng có chương trình mua sắm riêng và đang tìm cách tăng cường năng lực công nghiệp của mình giống như Ukraine. Thưa quý khán giả và các đồng chí, những ngày cuối tháng 10 này, người dân nhiều nước, đặc biệt ở phương Tây, lại tưng bừng ăn mừng lễ hội Halloween. Tuy tại Hàn Quốc, lễ hội này gần như là vắng bóng sau thảm kịch ở Itaewon cách đây tròn một năm. Đã một năm trôi qua, ông Song Jin-jong vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mất con. Cho tới giờ, mọi thứ trong phòng con gái ông vẫn được giữ nguyên. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện bất cứ sự thay đổi nào. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy khi chúng tôi thực sự sẵn sàng để con bé ra đi. Nhưng bây giờ thì chưa. Ông Song cùng nhiều người cùng cảnh ngộ tham gia vào một tổ chức cộng đồng để cùng nhau vượt qua nỗi đau, mất người thân, bạn bè. Con hẻm Itaewon cũng không còn như trước kia khi nơi cuối con hẻm là nơi tưởng nhớ các nạn nhân. Đây là cách để người dân Hàn Quốc không bao giờ quên đi thảm kịch đau lòng này. Chính quyền Hàn Quốc cũng có những biện pháp nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự trong tương lai. Mới nhất, thủ đô Seoul đã tổ chức diễn tập kiểm soát đám đông nhằm kiểm tra độ hiệu quả của hệ thống giám sát.